Xin chào quý thầy cô, xin chào quý phụ huynh và xin chào toàn thể các bạn tân cử nhân khoa tài chính ngân hàng và khoa mỹ thuật thiết kế. Em là Nguyễn Minh Anh, thủ khoa khóa 24, tốt nghiệp thiết kế ngành thiết kế nội thất. Hôm nay em rất vinh dự khi được thay mặt tất cả các bạn ở đây để lên phát biểu tri ân thầy cô và nhà trường cùng với những người đã đồng hành cùng em trong suốt quãng đường 4 năm qua tại Đại học Phan Lan. Để có thể đến được đây ngày hôm nay, thật sự em và tất cả các bạn ở đây đã rất cố gắng hoàn thành chương trình học, vượt qua cả những khó khăn của hàng trăm giờ học online vì đại dịch trong gần 2 năm học. Cảm ơn thầy cô đã kiên nhẫn chỉ dạy, ba mẹ, gia đình để ở bên cạnh động viên chúng con. Và xin các bạn dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho những nỗ lực của chính mình ngày hôm nay. Em xin dành đôi phút quý giá trong bài phát biểu để nói về một từ rất ý nghĩa đối với em cũng như là các bạn sinh viên mỹ thuật. Từ đồ án. Chúng em trưởng thành qua các mùa đồ án, qua những lần làm chung bài tập, đồ án nhóm, tình cảm bạn bè và tình thầy trò dần khăng khít hơn. Đồ án như một loại ký ức đặc biệt khó tả mà mỗi khi nhớ về, mặc dù rất sợ chạy deadline, nhưng em chỉ mong sao được sống trở lại những năm tháng sinh viên đầy nồng nhiệt và đầy cảm xúc. Sinh viên mỹ thuật coi đồ án như những đứa con tinh thần. Chúng em rất vui sướng khi rất nhiều đồ án của mình và các bạn bè nhận được điểm số cao, được viral trên mạng xã hội và được cộng đồng yêu thích, khen ngợi. Được khen nhiều thì bị chê cũng nhiều đúng không ạ? Thầy cô khoa mỹ thuật và thiết kế không chỉ dạy sinh viên chuyên môn vững vàng mà còn rèn cho chúng em một bản lĩnh nghề nghiệp, một thái độ lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp. Đó là một phần quan trọng của cuộc sống nghề sáng tạo. Trong số những ý kiến trái chiều, có một ý kiến làm em luôn luôn trăn trở rằng tại sao sinh viên mỹ thuật lại đầu tư quá nhiều, quá lãng phí và tốn kém cho một đồ án, mặc dù đồ án chỉ phục vụ cho việc kết thúc môn học và triển lãm ít ngày. Sau đó, nếu như rã mô hình mà không thể tái sử dụng được, thì có thể là phải phá bỏ toàn bộ trong sự tiếc nuối. Thì sự đầu tư đó có thật sự hợp lý và xứng đáng hay không? Sau khi trải nghiệm 4 năm học tại ngành thiết kế nội thất, trải qua nhiều đồ án chuyên ngành với rất nhiều kỷ niệm và bài học, em xin chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình như một lời giải đáp cho ý kiến trên, cũng là một lời khẳng định lại giá trị của những đồ án đối với sinh viên mỹ thuật. Đầu tiên, em muốn kể về một đồ án làm em nhớ mãi, đồ án thiết kế chiếu sáng, đồ án lộng lẫy nhất của K24 ngành thiết kế nội thất. Chúng em thực hiện đồ án này với mô hình tỷ lệ thật. Lần đầu tiên nhóm chúng em phải tự tay trộn xi măng với nước và cát để dựng nên một mô hình núi lửa phun trào. Và để follow được theo cái idea mà chúng em đã lên concept thì phải mất rất nhiều thời gian và mất rất nhiều sức vì chúng em không có kinh nghiệm. Tuy là thi công mô hình thất bại rất nhiều lần và cũng đã có lần nghĩ đến chuyện từ bỏ môn học, nhưng khi nhớ đến những quyết tâm, những kỳ vọng ban đầu và khi nghĩ đến thành quả đạt được sẽ đúng với ý đồ ban đầu thì cảm giác đầu tiên có được chính là sự phấn khích và cực kỳ tự hào. Do đó, em cảm thấy hoàn toàn xứng đáng khi bỏ công xây dựng một đồ án nhóm như vậy. Chính đồ án này để giúp nhóm chúng em đoạt giải do doanh nghiệp bình chọn và trao tặng. Thứ hai, em ấn tượng với đồ án thiết kế furniture, đồ án với nhiều sản phẩm lọt top giải thưởng Hoa Mai hàng năm. Trong quá trình làm đồ án, chúng em đã được tận mắt chứng kiến sản phẩm của mình được hoàn thiện từng ngày. Và may mắn hơn nữa, khi sản phẩm của em nằm trong danh sách những sản phẩm được triển lãm tại trường với sự tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp lớn. Và cuối cùng, không thể không cảm ơn chính đồ án tốt nghiệp của mình với lựa chọn thiết kế mô hình công trình ba hành lao. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về concept và câu chuyện thiết kế, em cảm thấy cực kỳ bất ngờ khi một công ty đã thấy được năng lực của em và đã
thể hiện trong chính đồ án tốt nghiệp của mình và đã mời em về phỏng vấn. Đó là những minh chứng cho thấy sự đầu tư xứng đáng cho đồ án của sinh viên mỹ thuật. Nó không hề lãng phí mà nó còn mang lại những cơ hội nghề nghiệp cho tương lai của chúng em. Cuối cùng, em hiểu rõ rằng mỗi đồ án không phải là để kết thúc một môn học, mà mỗi đồ án là để góp vào portfolio của mỗi sinh viên mỹ thuật, để chúng em định hình được dấu ấn cá nhân rộng mở hơn trong tương lai nghề nghiệp. Thầy cô luôn yêu cầu cao chúng em trong mỗi đồ án chuyên ngành, và điều này khiến cho chúng em đôi khi cảm thấy quá sức, không thể làm được. Nhưng cũng chính thầy cô là những người đã dìu dắt, tận tình dạy dỗ, giúp cho chúng em tự tin rằng năng lực của mình có thể làm được hơn những gì mình nghĩ. Em biết ơn nhà trường, biết ơn thầy cô. Trong những năm qua, đã có rất nhiều hoạt động gắn kết với lại doanh nghiệp, không những tạo ra sân chơi để cho các sinh viên thể hiện màu sắc của bản thân, mà còn là cơ hội để giới thiệu tài năng sinh viên đi xa hơn nữa với những danh hiệu và giải thưởng. Đó là hành trang tuyệt vời dành cho chúng em. Chính tinh thần nghiêm túc, đầu tư hết mình cho mỗi việc mà mình làm, mà thầy cô đã rèn dạy trong các môn học, đã trở thành thái độ của chúng em trong mọi hoàn cảnh. Hòa sắc là một minh chứng sống động nhất. Hòa sắc là mồ hôi, là nước mắt, là trái tim, là tư duy của sinh viên mỹ thuật công nghiệp. Cũng chính vì những dư vị và giá trị mà khoảnh khắc mà hòa sắc mà chỉ có thể hòa sắc mới có thể mang lại, đây là niềm tự hào, là động lực để mỗi năm sinh viên chúng mình cùng nhau cố gắng, nỗ lực cho chiếc đồ án lớn này thành công tốt đẹp. Dù 2 năm rồi, hòa sắc vẫn chưa được tổ chức, nhưng tinh thần máu lửa và tinh thần yêu hòa sắc vẫn luôn chảy trong cộng đồng mỹ thuật Văn Lang. Và chúng em luôn sẵn sàng cho mùa hòa sắc quay trở lại sớm nhất, phải không gia đình mỹ thuật? Xin cảm ơn tất cả các bạn. Em cũng muốn gửi lời chia sẻ đến các bạn tân cử nhân của ngành tài chính ngân hàng. Hy vọng là các bạn cũng có được sự đồng cảm với bài chia sẻ của em. Các bạn cũng đã có những đồ án môn học thực hiện theo đặc trưng của ngành nghề. Các bạn cũng đã bỏ rất nhiều công sức, tâm huyết cũng như kinh phí cho từng sản phẩm học tập với kỳ vọng cao nhất. Thì mình tin là những giá trị mà mình nhận được nó nhiều hơn và nó lớn hơn, mình trưởng thành hơn qua từng quá trình học tập. Em xin cảm ơn nhà trường, xin cảm ơn thầy cô với tầm nhìn rộng lớn trong xã hội nghề nghiệp để cho chúng em những giá trị ý nghĩa để tự tin vào đời. Con xin cảm ơn ba mẹ, gia đình đã ở bên động viên chúng con. Ba mẹ là người mà chúng con mong muốn được nhìn thấy nhất trong ngày tốt nghiệp, mong muốn được gửi lời tri ân nhất trong giây phút nhận bằng tốt nghiệp. Cảm ơn ba mẹ với tất cả sự yêu thương. Các bạn tân cử nhân thân mến, chúng ta đã học hết sức, chơi hết mình, sống trọn với đam mê ngành nghề thời sinh viên tươi đẹp. Mình hy vọng là sinh viên Văn Lang vẫn sẽ tiếp tục giữ lửa đam mê, tôn trọng nghề nghiệp và mang lại sự chuyên nghiệp, cũng như mang thương hiệu cá nhân đi xa hơn nữa. Văn Lang sẽ tự hào về khóa sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Xin chúc mừng cho tất cả chúng ta!